Bôn Sa Nư, còn gọi là Tháp Chăm Phố Hải, là một nhóm di tích đền tháp của người Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm ba xưa, nằm trên đồi Bà Nài thuộc phường Phú Hải, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về phía đông bắc. Nhóm tháp này có phong cách kiến trúc Hòa Lai, một trong những phong cách nghệ thuật cổ của người Chăm ba. Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng nó chắc lọc những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kiên vĩ. Nhóm đền tháp Bôn Sa Nư là một trong những tỉnh tháp Tràng còn tương đối nguyên vẹn khoảng cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Người Chăm xây dựng nhóm đền tháp này với mục đích để thờ vị thần Shiva, là một trong những vị thần Ấn Độ giáo được sùng bái và tôn kính nhất. Thế kỷ thứ 15 xây dựng thêm một số đền thờ với kiến trúc đơn giản để thờ công chúa Bôn Sa Nư, công chúa Bôn Sa Nư, con vua Parachan, là người có tài đức và phép ứng xử nên được người Chăm thương và yêu quý. Năm 1992, năm 1995, những cuộc khai quật khảo cổ tại nơi này đã phát hiện ra nhiều nền móng, ngôi đền bị sụp đổ và bị vùi lấp hàng trăm năm nay, cùng với gạch ngói và một số hiện vật trong lòng các đền tháp có niên đại từ thế kỷ thứ 15. Từ đây, tháp có tên gọi là Bôn Sa Nư. Tháng riêng âm lịch hàng năm, dưới chân tháp vừa có diễn ra các lễ hội như Vija, Duga, Mô Bắc Hòa Giang, và người Chăm làm lễ cầu mưa, cầu an, cầu phúc.